Về cái vụ băng cassette, cái băng cassette này là của anh Hùng ở Long Thành. Anh ấy thì không biết là những anh em khác tặng ảnh hay là mua thì mình chưa có quan tâm cái vụ đấy. Nhưng mà cái điều chúng ta đang quan tâm là anh em sàn dây mà sàn đã bị trật dây nha. Nghĩa là băng XLS này, sợi của nó đây đang sợi trên cái máy, đây cái băng này là sợi nục man. Màu màu nục man này đang bị chiếu sáng, người ta rất là khó nhìn đúng không? Màu nục man là nó có màu gan gà, còn màu chrome thì nó mà là màu đen. Sợi này là sợi của Sony HF, và lưỡi gà này cũng lưỡi gà của Sony HF chứ không phải lưỡi gà của thằng Maxell. Chuyên lưỡi gà của Maxell thì cái lưỡi gà nó lớn hơn. Ok, anh em hoàn toàn có thể là để ý. Ok, là mình có cái riêng riêng về cái băng này á. À, tất cả những băng nọc man đều là cái sợi gan gà này. Đây này, và khi mình test vào bài áp thì mình sẽ biết ngay. Cái này dễ lắm. Đây đây là sợi chrome, màu sợi nó khác, và băng loại băng này mình cũng có luôn. Loại băng này cũng có, nghĩa là mình cũng có cái băng này, thấy không, mà nó đã khác rồi. Như vậy là không ghi được nhé. Nếu ghi thì muốn thì em phải sàn qua cái sợi dây chrome. Đây là một chuyện mà rất là hài hước. Nếu bán thì anh em lên làm việc cho nó có tâm xíu. Nếu sợi băng của cái gì nha, nếu sợi băng của XLS mà nó hư, chúng ta muốn tận dụng lại cái vỏ thì nên sử dụng băng chrome để sàn qua, không có sàn kiểu như thế này được. Kiểu như thế này là máy ghi tùm lum lá trong giống ai trơn rồi, bỏ vào bài áp phát là nó không có nhìn ra được, và có nhìn ra được thì ghi chất âm nó cũng không có đạt nha. Nên là mình làm trong nghề thì mình nhìn là mình biết, và chữ viết của ông nào là anh ấy nên lưu ý ha. Chữ viết của ai đây, dò của ai đây. Ok, rồi mình làm suốt cái băng rôm băng được man là biết, mới bỏ cái máy với test là biết rồi. Nó không chịu lên. Bây giờ mình sẽ cài mình đó, cái sợi dây là sợi dây nọc man đúng không? Bây giờ sợi dây nọc man mình đang để chế độ chrome, tại vì cái lẫy của mình bỏ rồi. Bây giờ chúng ta để nha. Đây là đang ở chế độ chrome, nó đang nhìn chrome nha. Ok, bấm red play này. Chết mẹ, sao nó nhìn ra đây. Ok, chúng ta sẽ cài cho nó. Mình tưởng mình bỏ cái lẫy ở trong máy của mình rồi. Mình sẽ cài lại cho nó ha, từ chỗ xuống cài lại cái phần bể lẫy á, không có gì hết trơn. Đây chúng ta sẽ cài, khi mà ghi không được chúng ta sẽ cài cái chỗ này này, chữa cái chỗ chrome cho máy auto tap selector nó nhận nha. Máy sẽ nhận ra chrome và chúng ta bấm bếp lên ghi nhận, chúng ta chọc vào bếp. Khi chúng ta chọc vào bếp, chúng ta bể bếp này ha, nó lên ok chưa? Đó. Nó lên không có được đều. Tóm lại là không được lấy. Nói vậy cho dễ hiểu đi. Bây giờ không làm video dài quá, cho nên mình chỉ khuyên anh em là làm việc cho nó có tâm thôi. Giờ mình không nói nhiều được. Và cái coi hai cái view này, hai cái view kéo, hai cái view bên trong này cũng khác luôn rồi này. Một loại mà nó lại khác rồi. Mình chưa tháo ra, mình tháo ra mình nhìn biết luôn. Ok.